Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của Lê Văn Lực. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loài cây đu đủ. Loài cây này được mệnh danh là thần dược trời ban. Quý vị thân mến, đu đủ là loài cây rất phổ biến, được trồng và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hầu như tất cả các bộ phận của cây đều sử dụng được như thực phẩm, dược phẩm hay mỹ phẩm trong đời sống hàng ngày. Ở nước ta thì đu đủ được trồng ở khắp các địa phương trong cả nước để lấy quả làm thực phẩm, các bộ phận khác như là rễ, hoa, lá, hạt, quả, vân vân làm dược liệu trong các bài thuốc đông y. Về đặc tính thực vật thì cây đu đủ cao từ 3 đến 7 mét, thân thẳng, đôi khi có phân nhánh, vỏ mang rất nhiều sẹo của cuống lá. Lá mọc so le ở ngọn cây, phiến lá to, rộng, chia làm 6 đến 9 thùy. Thùy hình trứng nhọn, mép có răng cưa không đều, cuống lá rỗng và dài 30-50cm, hoa trắng nhạt hay xanh nhạt, khác gốc. Đu đủ là kiểu thực vật tạp tính, vừa có hoa đực, hoa cái và cả hoa lương tính. Hoa đực mọc ở kẻ lá thành chùy, có cuống dài, hoa cái có tràng dài hơn tràng của hoa đực, mọc thành chùy ở kẻ lá, quả thịt hình trứng to, dài 20-30cm, đường kính 15-20cm. Thịt quá dày, lúc đầu có màu xanh lục, sau ngả màu vàng cam. Trong ruột quả có rất nhiều hạt đen to bằng hạt tiêu, xung quanh có lớp nhảy. Về dược tính thì rất đa dạng, có thể nói gần như tất cả các bộ phận của cây đu đủ đều có thể dùng làm thuốc, từ lá, hoa, quả xanh, quả chín, thân, rễ, hạt hay cả nhựa cây, nhựa quả. Mỗi bộ phận có những cái đặc tính dược lý, thành phần hóa học khác nhau, được dùng trong nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là lá đu đủ không đơn thuần chỉ là một loại lá bình thường. Từ xa xưa thì dân gian ví lá đu đủ như một vị thuốc chữa bệnh thần kỳ nếu như biết dùng đúng cách. Theo đông y thì lá đu đủ có tính hàn, vị hơi đắng, có mùi hắc, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ tỳ và nhuận tràng. Lá đu đủ thường được phân biệt thành lá đu đủ đực và lá đu đủ cái. Lá đu đủ đực có phiến lá nhỏ màu xanh lá thẫm, lá đu đủ cái có phiến lá lớn màu xanh thẫm nhưng nhạt màu hơn lá đu đủ đực, có thành phần dược tính thấp hơn nên ít được dùng hơn lá đu đủ đực. Ngày nay thì có nhiều cái đồn đoán về việc uống nước sắc lá đu đủ trị được ung thư, thì điều này chưa được kiểm chứng xác thực. Tuy nhiên thì trong đông y cũng như thực tế điều trị có ghi nhận hiệu quả giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thứ hai là quả đu đủ xanh, thì thành phần chính trong thịt quả đu đủ xanh là nước, chiếm khoảng 90%, còn lại là chất xơ, vitamin, khoáng chất và một số cái thành phần dinh dưỡng khác. Đu đủ xanh còn chứa nhựa mủ là cái hỗn hợp các men phân giải protein có tác dụng tiêu hóa, phân giải thịt và giải phóng axit amin. Nhựa đu đủ có giá trị sinh học cao, được ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Với thành phần chính là papain, sau khi thu hoạch nhựa quả vẫn được sử dụng cho các cái mục đích thực phẩm. Tại Ấn Độ, người ta đã lai tạo thành công giống đu đủ mới có hàm lượng mủ nhựa cao gấp 5 lần so với giống thông thường. Nhựa đu đủ còn được sử dụng để điều chế thuốc chữa bệnh khớp xương, thuốc tiêm giảm đau do các dây thần kinh gây nên, hoặc sử dụng sắc làm thuốc chống các loại ký sinh trùng đường ruột như là giun, sán, chữa hen phế quản trẻ em và kích thích chức năng hoạt động của gan, mật. Người có thai không nên sử dụng đu đủ xanh vì có nguy cơ gây sảy thai. Và tiếp theo là đến thành phần, đấy là quả đu đủ chín. Theo nghiên cứu của các cái chuyên gia thì cứ 100g quả đu đủ có 74-80mg vitamin C và 500-1250 caroten. Đu đủ còn có các cái vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như là kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét. Trong đu đủ có nhiều vitamin C và caroten, có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đu đủ còn có công dụng hóa những cái chất có hại cho làn da, giúp giải độc tố để cho da khỏe mạnh, tránh da nhăn sớm ở phụ nữ, cung cấp dinh dưỡng giúp bổ sữa, tăng tiết sữa cho phụ nữ mới sinh. Và tiếp theo đấy là hoa đu đủ đực. Trong đông y thì hoa đu đủ đực có vị đắng, tính bình, thường được sử dụng trong các cái bài thuốc ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị nhiều các vấn đề về đường hô hấp như là
ho, viêm họng, khản tiếng, đau rát cổ họng, các vấn đề tiêu hóa, tim mạch và miễn dịch. Ho đu đủ đực có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc dạng phơi khô. Và thành phần tiếp theo đấy là hạt đu đủ. Cả Đông y và Tây y đều nhắc đến cái công dụng của hạt đu đủ trong việc hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thận và giải độc gan, ngăn ngừa sự lây lan của các loại mầm bệnh gây nhiễm trùng. Hạt đu đủ có chứa cái hàm lượng papain cao, có tác dụng phân giải protein mạnh, giúp phân hủy ký sinh trùng và trứng của chúng, từ đó loại bỏ khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu khác cho thấy thì hạt đu đủ còn có cái tác dụng như một loại kháng sinh tự nhiên, giúp tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây bệnh. Và sau đây là một số cái bài thuốc hay từ đu đủ mà nhiều người không biết. Thứ nhất là hạt đu đủ hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thận và giải độc gan. Ngoài những cái giá trị về dinh dưỡng, dược tính như trên thì các cái thành phần của cây đu đủ còn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe. Thứ nhất là chữa ho, mất tiếng, ho gà, viêm phổi. Chúng ta dùng từ 5 đến 10 hoa đu đủ đực trên ngày, khô hoặc là tươi, chưng cách thủy với đường hoặc là đường phèn hoặc là sắc lấy nước để uống. Chữa ho nhiều, ho kéo dài trong các cái trường hợp bị viêm họng thì chúng ta dùng rẻ quạt, củ lan tiên, tức là mạch môn đông nữa, tần dày lá, mỗi vị 10g, bông đu đủ đực 15g, chưng cách thủy với một ít đường phèn, giã nát, chia làm 3 phần, ngậm hoặc là nuốt trong ngày. Thứ ba là chữa chân tay sưng nóng. Đu đủ chọn cái quả thật chín, dùng nước rửa sạch, gọt lấy phần vỏ ngoài, giã nát, dàn lớp vỏ đã giã nát lên miếng gạc sạch, rồi buộc giữ cố định lên nơi sưng đau, hễ khô thì thay bằng cái phần vỏ khác, sử dụng đến khi các cái triệu chứng thiên giảm và khỏi hẳn. Thứ tư là chữa ung thư phổi, ung thư vú. Thì chúng ta lấy lá đu đủ một lá, lấy cả lá lần cuống, rửa sạch, thêm nước nấu sôi để nguội, chiết nước đặc hoặc là cô thành cao, chia thành 3 lần uống trong ngày. Uống thêm 3 muỗng cà phê mật mía trong ngày, mỗi lần một muỗng. Có thể kết hợp các cái phương pháp y khoa hiện đại như là chiếu tia, hóa trị, cần uống từ 10 đến 20 ngày mới có hiệu quả. Và tiếp theo là chữa cá đuối cắn. Thì chúng ta giã nát 30 g rễ đu đủ tươi cùng 4 g muối ăn, vắt lên nước uống, phần bã đắp lên chỗ vết cắn, chừng nửa giờ sẽ giảm đau, vài ngày sẽ khỏi hẳn. Và tác dụng tiếp theo là làm lành các cái vết loét trên da. Thì trộn nước đu đủ chín với một chút bơ bôi lên vết loét, có tác dụng làm se bề mặt nhanh chóng, làm liền các cái vết thương. Và tác dụng tiếp theo là trị ho do phế hư. Thì chúng ta lấy đu đủ xanh 100g, đường phèn 20g, hầm với nhau, ăn ngày 2 lần vào trưa và tối, trong thời gian 3 đến 5 ngày. Tác dụng tiếp theo là chữa cái chứng tỳ vị hư nhược, tức là ăn không tiêu, táo bón. Thì chúng ta lấy đu đủ xanh 30g, khoai mài 15g, sơn tra 6g, rửa sạch, nấu cháo ăn trong ngày. Tác dụng tiếp theo là tạo sữa cho bà mẹ đang nuôi con bú. Một quả đu đủ non hầm với một cái móng giò, ăn vào các bữa ăn hàng ngày. Tiếp theo đấy là dưỡng da, dưỡng nha, chống lão hóa. Thì chúng ta lấy đu đủ chín, hạt sen, táo tàu, tuyết nhĩ làm sạch, chưng cùng đường phèn trong khoảng 2 giờ, dùng nóng hoặc là để mát đều có công dụng tốt. Một cái tác dụng là tác dụng dưỡng da. Đối với tác dụng dưỡng da thì chúng ta có thể lấy lá đu đủ tươi, rửa sạch, xay nhuyễn, dùng đắp mặt, có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá, giúp da mịn màng, làm sáng da, mở vết chàm, vẩy nến. Dùng phần lớn các cái bộ phận của cây đu đủ là lành tính. Tuy nhiên thì người bệnh không nên quá lạm dụng mà cần tư vấn từ thầy thuốc để việc sử dụng được đảm bảo và an toàn, hiệu quả hơn. Quý vị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là những cái thông tin về cây đu đủ, về đặc tính thực vật, đặc tính dược học mà từ xưa dân gian cho rằng đây là một loại thần dược trời ban. Và nó cũng là cái loại cây rất phổ biến, được trồng rộng rãi ở nước ta cho rất nhiều các cái mục đích khác nhau. Và chúng ta biết rằng qua video này thì chúng ta cũng thấy được rằng là tất cả các cái bộ phận của cây đều được sử dụng như là thực phẩm, dược phẩm hay là mỹ phẩm trong đời sống hàng ngày. Và thì mong rằng với video này sẽ giúp ích cho quý vị được rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi. Và đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất từ ban biên tập của chương trình.
Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.